Xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng chạp rồi. Tình hình là thời tiết miền Bắc mưa nồm, sương mù, ẩm kinh khủng luôn. Em còn chục con nữa thôi thì cũng đã đặt loanh quanh, các bác đặt gần hết rồi. Nhưng bác nào mà còn chần chừ nữa thì thật sự ra là hết hàng đấy ạ. Đấy, mấy con này còn chưa kịp dọn. Cốt ẩm nói chung là cứ vào những lúc cao điểm này thì anh em thợ họ cũng không muốn đổ buôn cho thợ nữa mà họ bán trực tiếp cho người dùng. Vì họ làm cho người dùng mà không kịp cho nên họ không bán cho thợ. Thế là đến các cái đầu mối bọn em gần như là không có hàng. Ở đây các bác nhìn trên hình ảnh này thì đã bán đi mất một nửa qua khách đặt từ hôm qua nhé. Cũng còn vài con nữa thôi, bác nào chốt nốt từ giờ đến cuối năm thì chắc là không còn hàng. Bác có nhu cầu các bác alo cho em nhé. Số điện thoại đây. Em mặc dù là cao điểm thật nhưng mà vẫn giữ bình ổn giá như giá bán hàng ngày các bác nhé, không tăng giá. Còn hết cái lô này mà nhập tăng thì bắt buộc phải bán tăng thôi. Chào các bạn nhé.